Ngày 21 tháng 6, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại trường Trung học phổ thông xúc Cục. Tham gia đoàn công tác có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên ban chỉ đạo thi của tỉnh. Tham dự kỳ thi năm nay huyện Sóc Cộp có 438 thí sinh dự thi tại hai điểm trường là trường phổ thông Sóc Cộp và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung phổ thông Sóc Cộp. Trong đó trường trung phổ thông Sóc Cộp có 356 thí sinh dự thi với 19 phòng thi. Hiện nay hai đơn vị đang tiếp tục triển khai ôn tập củng cố kiến thức cho nhóm thí sinh có nguy cơ chưa tốt nghiệp. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học thông huyện Sóc Cộp đã xây dựng phương án hỗ trợ các thí sinh ở xa điểm thi, hỗ trợ bữa ăn sáng, ăn trưa cho thí sinh dự thi, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp hỗ trợ các thí sinh dự thi, đồng thời bố trí lực lượng an ninh đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Tráng Thị Xuân ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của thầy và trò các trường trung học phổ thông của huyện Sóc Cộp trong việc tổ chức ôn luyện thi tốt nghiệp cho học sinh. Đồng thời đề nghị các trường, các địa phương cần ra soát điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi, chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ học sinh đến điểm thi, tránh để học sinh đến điểm thi muộn hoặc không đến được điểm thi do ảnh hưởng của thiên tai. Các trường tiếp tục tập trung công tác ôn thi, bồi dưỡng củng cố kiến thức cho học sinh đảm bảo kỳ thi đạt kết quả cao nhất.